Hoa Khôi nhí Bảo Ngọc tươi tắn trở lại sau drama, cười một cái muốn rụng tim. Mọi người vu khống cho em là em đi hại một cái chị nào đó, em có những hành động không tốt đối với những người lớn thì thật ra là em không có. Giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm, sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay em. Thơ Nguyễn mất tâm trên mạng xã hội sau video cuối cùng. Bởi vì từ bây giờ chị sẽ không làm clip nữa, hay gọi chính thức là đại nghệ đó. Em là thanh xuân của chị, cảm ơn các em bởi vì đã làm cho thanh xuân của chị trở nên rực rỡ. Còn bây giờ chúc các em mọi điều tốt lành. Bye bye và không hẹn gặp lại. Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Huỳnh Bảo Ngọc đăng tải video nhảy múa theo trend thu hút nhiều sự chú ý. Trong video, Hoa Khôi nhí xuất hiện với cây đồ gam hồng hết sức dễ thương, thả tóc tự nhiên. Vẻ ngoài mộc mạc của nữ diễn viên 15 tuổi nhận về nhiều lời khen từ phía khán giả. Khoảnh khắc Bảo Ngọc nở nụ cười khiến biết bao trái tim phải rung rinh. Có thể thấy, sau drama với YouTuber Thơ Nguyễn, cô bé đã lấy lại sự tươi tắn cũng như nụ cười xinh xắn ngày xưa. Điều này giúp các fan của Bảo Ngọc phần nào cảm thấy yên lòng. Trước đó, anh trai Bảo Ngọc cho biết em gái rơi vào khủng hoảng vì chịu áp lực nặng nề từ cộng đồng mạng. Ở tuổi vị thành niên nhưng cô bé lại phải đối mặt với sức ép quá lớn từ những lời lẽ ác ý nhắm vào mình. Anh trai diễn viên nhí chia sẻ thêm, thời gian qua khi Bảo Ngọc đến trường đã phải chịu cảnh cô lập, xa lánh từ bạn bè. Một đứa trẻ mới 15 tuổi mà phải chịu cảnh công kích vì chuyện vô căn cứ như thế thì làm sao chịu được. Em ấy khóc rất nhiều, sức khỏe, tinh thần sa sút. Anh trai Bảo Ngọc hy vọng mọi người cùng giúp đỡ em gái vượt qua cơn khủng hoảng không đáng có này. Sau thời gian nhận được sự quan tâm, động viên từ người thân và các fan, có vẻ tinh thần của Bảo Ngọc đã phấn chấn hơn. Cô bé mới đây còn lộ diện tươi tắn khi cùng người thân đi thả cá. Nhiều người hy vọng Bảo Ngọc giữ vững trạng thái này, được sống vui vẻ hồn nhiên đúng với độ tuổi 15. Drama giữa Thơ Nguyễn và sao nhí Bảo Ngọc bắt nguồn từ đoạn clip YouTuber 9X lên tiếng bóng gió về một diễn viên nhí có thái độ không tốt khi cả hai có dịp làm việc chung. Dù không nhắc tên cụ thể, song nhiều người cho rằng nhân vật mà Thơ Nguyễn nhắm đến là Lê Huỳnh Bảo Ngọc do cả hai từng hợp tác trong một dự án trước đó. Từ đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều bài viết và bình luận không hay về sao nhí. Sự việc của Bảo Ngọc khiến cả gia đình nữ diễn viên lao đao. Thậm chí, mẹ cô cũng xuống tóc và cho biết, tôi và con đang chịu cú sốc lớn, không ăn ngủ hơn một tháng nay. Hai đứa con tôi đều tạm nghỉ học, không dám ra ngoài. Ngày 15 tháng 11, phía Bảo Ngọc đăng tải clip phủ nhận ồn ào trên tài khoản sở hữu 2,9 triệu lượt theo dõi và tuyên bố sẵn sàng đối chất. Đến chiều ngày 12 tháng 12, phía Thơ Nguyễn có động thái đáng chú ý trên kênh YouTube sở hữu 10,3 triệu lượt đăng ký. Trong video đăng tải, nữ YouTuber chia sẻ, từ bây giờ tôi sẽ không làm clip nữa, hay nói cách khác là giải nghệ. Thơ Nguyễn nói cô nhận ra làm người nổi tiếng khó khăn, đôi lúc nói lên ấm ức của bản thân nhưng từ nạn nhân, tôi trở thành người đi hại người khác. Vì vậy, cô không muốn làm người nổi tiếng nữa, cô muốn được là chính mình, muốn được mạnh mẽ. Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên nữ YouTuber này ấm ức đòi bỏ nghề. Thơ Nguyễn từng gặp scandal khi làm nội dung, phải tuyên bố giải nghệ nhưng sau cùng vẫn kiên trì tiếp tục công việc sáng tạo của mình. Thậm chí sau đó cô còn ẵm luôn nút kim cương danh giá của YouTube khi mạng xã hội này của cô đạt hơn 10 triệu lượt đăng ký. Chính vì vậy, nhiều khán giả tỏ ra băn khoăn, không biết lần này quyết tâm giải nghệ của Thơ Nguyễn lớn đến đâu. Tính đến nay, đã hơn một tuần kể từ video cuối cùng, Thơ Nguyễn quả thực đã mất tâm trên mạng xã hội. Cô cũng không hề có động thái đáp trả khi anh trai Bảo Ngọc đăng đàn vạch trần thủ đoạn tinh vi dẫn dắt dư luận của nữ YouTuber. Ngoài ra, những video bóng gió một diễn viên nhí của Thơ Nguyễn đều đã bị gỡ bỏ trên kênh sở hữu hơn 10 triệu lượt đăng ký.